Thưa quý vị, vừa qua các nhà khoa học Trung Quốc đã thiết kế xét nghiệm COVID-19 mới đáng tin cậy hơn so với xét nghiệm kháng nguyên, nhưng rẻ hơn, nhanh hơn và tiện lợi hơn so với xét nghiệm axit nucleic. Xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết. Khi biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao và lây lan nhanh, nhu cầu xét nghiệm COVID-19 nhanh chính xác đã trở thành một chiến lược thiết yếu để ngăn chặn đại dịch. Các xét nghiệm nhanh kháng nguyên có tỷ lệ chính xác khoảng 81%, thường được sử dụng để xét nghiệm tại nhà. Tuy nhiên, xét nghiệm kháng nguyên chỉ nhạy với những mẫu vật có tài lượng virus tương đối cao, khiến loại xét nghiệm này ít hiệu quả với những ca COVID-19 không có triệu chứng. Ông Jin Hao, thuộc Viện Nghiên cứu Y tế của Đại học Vũ Hán, người đứng đầu nghiên cứu mới cho hay. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết, xét nghiệm mới được gọi là SPAMC có tỷ lệ chính xác là 94,2%, theo bài báo đăng trên tạp chí Nature Biomedical Engineering. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát hiện 98 trong số 104 mẫu dương tính với COVID-19 trong tổng số 204 mẫu và kết quả có thể có trong vòng chưa đầy 20 phút. Gần bằng thời gian cần thiết cho các xét nghiệm kháng nguyên và không cần thiết bị đắt tiền và tay nghề cao, nhân sự chuyên môn như xét nghiệm PCR. Theo chuyên gia Jin Hao, xét nghiệm mới cung cấp một giải pháp chẩn đoán nhanh, linh hoạt và nhạy giúp phát hiện các ca cá bệnh, điều rất quan trọng trong kiểm soát đại dịch. Ông Jin Hao dự kiến cần khoảng 9 đến 12 tháng để loại xét nghiệm COVID-19 mới này được chấp thuận sử dụng trong lâm sàng. Ông nói rằng, thách thức của chúng tôi bây giờ là tìm cách làm cho công nghệ đủ ổn định để thử nghiệm lâm sàng hàng loạt, sản xuất hàng loạt và nhanh chóng cũng như kiểm soát chi phí tốt. Hiện chưa rõ giá của xét nghiệm COVID-19 spamc vì phụ thuộc vào chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng, nhưng ông Jin Hao tin rằng loại xét nghiệm này có thể dùng ở những nơi như nhà ga và sân bay. Ông nói thêm, xét nghiệm Nucleic yêu cầu các mẫu vật phải được chuyển đến phòng thí nghiệm và mất ít nhất 4 giờ để có kết quả, trong khi SPAMC có thể được thực hiện trong một bước mà không cần thiết bị thí nghiệm đắt tiền. Do đó, xét nghiệm này phù hợp cho phát hiện nhanh và chính xác. Tính đến tuần này, Trung Quốc đã phê duyệt tổng cộng 20 sản phẩm xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 khác nhau, theo Nhân dân Nhật Báo.